Hồng cầu hình liềm là một bệnh di truyền do đột biến trên gen quy định chuỗi beta globin, dẫn đến hemoglobin sai hỏng, gọi là hemoglobin S. Hemoglobin S biến đổi các tế bào hồng cầu mềm dẻo thành tế bào cứng chắc hình liềm. Tế bào hình liềm cản trở máu lưu thông, gây đau đớn và tổn thương các cơ quan.